Cho dù sai cũng để con sai tới cùng đi. Đến đây. Ba mắt. Sao lại mềm tay mềm chân rồi? Bớt nó nhạc. Hẳn rồi. Cục diện này, dù có cầu xin đế thích thiên cũng không được nữa. Hắn sẽ lại bị giam giữ. Sư phụ, đừng nhận chú. Cùng nhau chiến đấu, chém giết rời khỏi thiên cung. Chúng ta có cơ hội mà. Ta lựa chọn ngay sao? Đường Tam Tạng, đừng quên ban đầu người Tây hành là vì cái gì? Lẽ nào người cũng xem cô ta là của mình sao? Không. Sư phụ, để thích thiền sẽ hủy kỳ kinh. Đừng tin bọn họ. Cho dù cả đám thiên cung các người cùng lên cũng không làm khó được ta đâu. Tôn Ngộ Không, người vẫn chưa nhìn rõ hoàn cảnh của bản thân sao? Đừng có vọng tưởng nữa. Đường Tam Tạng, nếu đến cả Tứ Đại Thiên Vương cũng ra tay, ta cũng không đảm bảo mấy sư đồ các người sẽ vô sự đâu. Mau ra tay đi, ta niệm chú chết cục Tôn Ngộ Không. Hắn sẽ bị phán tội chết sao? Nếu vậy, ta thả lấy mạng mình ra đổi. Ta không thể trả lời người. Nhưng mà nếu người còn không ra tay, mấy sư đồ các người đều sẽ bị xem là đảo loạn thiên giới. Làm sao đây? Phải đánh sao? Sư phụ đánh thì chúng ta đánh. Lần này thảm rồi. Lão trên đây còn có tiền đồ rộng mở, còn có cả thành trại chờ ta về xưng vương, còn con đương tử đợi ta về nhà ôm. Dừng tay, không ai được đánh hết. Sư phụ, Ngộ Không cược cả tính mạng, nghi ngờ của hắn chưa chắc không có lý. Nhưng mà đánh nhau ở đây, chúng ta chỉ chết một sống. Ta thân là sư phụ của Bát Giới và Ngộ Tĩnh, không thể để bọn chúng mạo hiểm được. Ngộ Không, thứ lỗi cho ta. Y sư không thể không làm như vậy. Cần cô chú. Sư phụ, đừng niệm nữa. Thiên Chu. Tôn Ngộ Không, đánh bại ngươi như vậy không phải là ý của ta, nhưng mà trách nhiệm chính là trách nhiệm. Ngộ Không, đại sư huynh. Ba mắt, ngươi vội như vậy làm cái gì? Muốn bị ta đánh bại như vậy sao? Bị nhốt dưới đáy biển mười mấy năm, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện thân thủ rồi. Làm sao có thể tạm tạm chứ? Binh đoàn Hoa Quả Sơn, ra đây. Đại vương rất lâu rồi chưa gọi chúng ta ra giúp đỡ. Tam Nhãn Thần Tướng, binh lính Thiên Quân, mọi người nghe rõ đây. Tề Thiên Đại Thánh của Thủy Liên Động Hoa Quả Sơn Tôn Ngộ Không ở đây. Không sợ chết thì lên đây cho ta. Binh lính Thiên Quân, chú ý tập trung, đừng bị nhiễu loạn. Rõ.
Tôn Ngộ Không, những trò này có tác dụng gì? Ba mắt, ngươi vẫn vô vị như thế nhỉ? Không có tác dụng, vậy thì thử cái này đi. Rất xa đấy. Không tệ. Xem ra không giải quyết tam nhãn thần tướng trước, mọi người cũng không cách nào lên đường rồi. Sư phụ, mọi người ở đây chờ ta nhé. Con sẽ trở lại. Nhận một gậy của ta. Tôn Ngộ Không, hôm nay kết liễu người ở đây. Người đó khoác cái gì đấy? Tam nhãn thần tướng, hôm nay ta phải báo mối thù chặt đầu năm đó rồi. Kết cục của người chỉ có tiếp tục thất bại, hơn nữa còn phải bồi thường tính mạng của Bạch Lang. Lần này không dễ vậy đâu. Không hổ là con chó trung thành của thiên giới, không cẩn thận thì bị người cắn chết cũng không buộc. Tôn Ngộ Không, trách nhiệm của ta là lấy kỳ kinh về. Công việc của ta cũng chính là ngươi. Trách nhiệm là trách nhiệm. Ba mắt, ngươi còn biết nói cái gì khác không? Ngươi bao lâu chưa nghỉ ngơi rồi? Thế ra một ngày còn có kẻ như ngươi. Ta sẽ không nghỉ ngơi. Vậy ngươi hãy xác định cả đời này không nghỉ ngơi đi. Còn chó trung thành nhà ngươi cắn không chết Tôn Ngộ Không ta đâu. Tôn Ngộ Không, đừng quên năm đó chúng ta đã chém đầu sự quyết ngươi. Kết cục hôm nay ngươi cũng sẽ như vậy. Chết! Chó trung thành, ngươi còn mặt mũi nói năm đó? Nếu không phải vì sư phụ niệm chú cần cô, năm đó ngươi sớm đã bị ta tiêu diệt rồi. Cái này là ta trả lại cho ngươi. Gậy phá trời! Đùa à? Ai đùa với ngươi? Ngươi không đau? Đã nói rồi, hồn phách của ngươi nương nhờ trên được thể của Sói Lang, sao có phát triển toàn lực trước? Đối diện ta sẽ không có kỳ tích xảy ra đâu.
Ngươi chỉ còn chết. Ngươi thật vô tình. Chúng ta đã quen biết 300 năm rồi. Đối với cục gỗ 300 năm cũng sẽ có tình cảm đấy. Nói linh tinh, đừng có nhiều lời nữa. Ta sẽ giết chết ngươi lần nữa. Ngươi đây là cái hồn không trục. Chiêu này chỉ e rằng sẽ khiến ngươi tan thành mây khói. Chiêu này lẽ nào là Thiên Chu? Chiêu này là chiêu 16 năm trước. Người đã giết ta. Kết thúc ở đây rồi. Lúc vừa mới bắt đầu đánh, ta thực sự không dùng sức. Nhưng bây giờ ta đã thích ứng được với cơ thể này. Thẳng thắn rồi. Hắn phải mà nhanh chóng thoát sạch công kích của ta. Chó trung thành, đến lượt ta. Phân 3.000 đại thế giới. Biết nhiều thêm một chút, từ một mình ta biết thành 3.000 người. Sợ chưa? Cùng nhau lên. Đến bắt ta đi. Ta đánh. Ồn ào, thật phiền phức. Phần tán giả, năng lực phòng thủ cũng sẽ trở nên yếu ớt. Đều ta nát cả rồi chứ. Có lẽ vẫn còn một tên. Tên ta sao? Ta ở đây này. Ngươi tuy là có ba con mắt cũng sẽ nhìn sót. Trò chơi vô vị. Rất tức giận sao? Người cố gắng thích ứng cơ thể chính là sau khi biết nhỏ lại, chạy lung tung khắp nơi sao? Nó to lớn hả? Vậy thì biết thành lớn chơi với ngươi. Đến đi, ba mắt. Cái này chính là thứ người muốn. Luật sức mạnh điên cuồng này. Chính là Tề Thiên Đại Thánh Tông Ngộ Không. Những kẻ trên trời có dũng khí thì xuống đây. Lão tử đánh tan tất cả các người. Cảm giác đánh nhau với thiên chúng thật là tuyệt. Hình như lại trở về giống trước đây rồi. 300 năm trước, thật là lưu luyến. Ngươi còn sức à? Cũng đúng, nhà ngươi chết cũng không tắt thở. Không thể dễ dàng chết như vậy được. Tôn Ngộ Không, ta xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi mượn cơ thể người khác
mà vẫn có thể đánh cho ta đến trình độ này. Xem ra công việc lần này sẽ có chút thú vị. Ta một đời đánh nhau bất bại, chỉ có lần đó của 300 năm trước không giết chết đối thủ. Sao? Người muốn ôn lại chuyện cũ à? Tôn Ngộ Không, lực chiến đấu của người là bản năng, là thú tính nguyên thủy nhất. Ta nghĩ rằng người mượn thân thể của sói lang không xứng để ta nghiêm túc chiến đấu. Nhưng bây giờ ta sẽ dùng hết toàn lực giết chết người. Sau khi bị thương, sức mạnh ngược lại không ngừng tăng lên. Dã thú bị bức đến đường cùng, chỉ biết dựa vào bản năng chiến đấu. Đây chính là lúc ta thu phục người. Đừng xem thường ta. Xem ta đây, Cự Linh Trưởng. Tôn Ngộ Không, cho dù ngươi sử dụng pháp thuật gì, kết quả đều giống nhau. Ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Tôn Ngộ Không, ngươi là một đối thủ không tồi, nhưng đấu với ngươi, đây là lần cuối cùng. Khuất phục yêu nghiệt như ngươi chính là niềm vui và trách nhiệm của ta. Khuất phục ta? Ngươi còn nằm mơ nữa. Ngươi không phá nổi sát trận của ta đâu. Tôn Ngộ Không, ngươi không còn đường thoát rồi. Chịu chết đi. Thuật. Cái này không phải cơ thể thật của hắn. Hắn đi đâu rồi? Ba nghìn ta, ngươi bắt được bao nhiêu? Tên khốn này, 3.000 phân thân, mỗi một cái đều là thật. Nhưng ta lại bỏ qua một cái. Số còn lại tập hợp sức mạnh ngăn cản ta. Ta lại không nhìn ra. Đáng chết, lại bị hắn chơi rồi.